mọi người, ôi lộn, nhà TV mọi người quen miệng mọi người. Thì kênh Nhà Vlog hôm nay mình bị khóa 7 ngày mọi người. Nếu như mọi người mà chưa xem cái clip anh em mình giải thích giác mắt đó thì có thể xem lại clip trước nha mọi người. Thì hôm nay anh em mình sẽ có một cái thử thách tại nhà nha mọi người. Nói chung là dịch bệnh này nè, hớt tóc đó thì mấy tiệm hớt tóc đóng cửa hết rồi, đầu cổ nào nấy bù xù rồi. Hôm nay anh em mình có mượn cho chú Khánh cái tông đơn nè mọi người, xuống hớt tóc cho từng thành viên nha. Tới cục cức đó. Tự hớt tóc ở nhà mọi người đó, nói chung hớt cho nó mát chứ để đầu cổ bù xù quá trời. Thì hồi hàng nào cũng sẽ hớt chơi nha mọi người. Đúng rồi, hết rồi nè, chú Khánh hớt cho nó rồi nè. Hớt cái đầu gì vậy? Ok, thì đâu có thở đâu. À, tay ngang mà. Nói gì vậy? Chứ là chơi hết cho nó mát mát, xương xương lên thì nó mát thôi. Đoàn nào muốn cạo ba phân có luôn nha. Cạo ba phân gạch được chứ giữa. Dữ hả? Dữ là trẻ không? Là gọi là thằng ba đầu trẻ. Đây, Sang đang hết mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ tua nhanh qua cái quá trình hớt tóc này của Sang nha mọi người, cho mọi người xem từ lúc hớt tới lúc thành quả sẽ như thế nào nha. Chắc được không? Ok. Chắc đi nè. Chắc được luôn hả? Chắc được luôn. Chắc được luôn mọi người, từ từ. Chắc được. Thái Lan có nhiệt nha. Quất cái ly chụp tóc đi. Chắc được lấy dầu Thái Lan cái cạnh á. Đó. Vút qua, lấy tay vút qua rồi chắc vậy. Ngày cũng đó. Ừ, rồi. Chắc đi. Cuộc cầm lượt. Đây có lượt cái tóc không nha mọi người, lượt nữa hơi chín. Giờ nè, khúc này căng thẳng này nha. Dùng vậy ba. Dùng vậy. Chưa uống bia. Đây lòng bia, lấy lòng bia. Đừng có gạt xuống vậy anh, ừ trắng vậy thôi. Xong này nó kéo nhắc thì được không ơi. Ok mọi người, thì sau nãy giờ cũng để gần 20 phút thì Danh đã hoàn thành được cái đầu của Lý Trần Khái mọi người. Thì đây là tác phẩm này. Rất là tiếp ơi. Review cái đầu. Ngại lắm chứ bộ. Bị chảo cái này nè. Không, người ta phải tạo kiểu đàng hoàng chứ. Ừ, trời. Ôi. Nhìn đẹp trai dữ hơn như bộ. Ồ, hơi bét nha. Ê, ở đây nó chưa đều nha, lấy cái đồ. Không ra cái lưỡi làm cạo. Không có, lấy cái tông đền. Chắc luôn, chắc nha. Chắc chết luôn. Tin đâu, ta làm chưa? À, là cũng được. Chắc hình vuông á, chắc hình vuông á. Để thôi. Nè, khoan. Được chết nhưng mà em nha. Đừng làm em hắc giọng nhanh thở. Anh sợ. Này sâu lắm rồi đó. Rồi vậy được rồi. Thấy tóc còn luôn. Ai ai đổ. Đượm sớm. Đượm sớm. Rồi ghế tay cạo mặt đúng không?
có luôn. Gãy lỗ tai vô trong phòng có người gãy lỗ tai luôn. Thư giãn không? Thư giãn sợ. Đây, không đây được rồi. Rồi. Cảm ơn anh ơi. Đó, đây là cái, đừng có vuốt nữa, mình chỗ cho review cái vuốt vuốt hoài. Tao cạo cái hàm ra quay nóng hay gì nào mọi người, đó. Hoàn chỉnh, một bạn, đứng dậy. Vương ơi, ta cạo cái trong lớp đây luôn đúng không? Rồi, suy nghĩ kỹ nha. Thôi hai bên đi tém vô nha. Tém. Rồi, đúng không? Rồi, suy nghĩ kỹ nha. Vô lại. Vô. Bạn. Rồi, từ từ mình sẽ gì đâu? Từ từ. Dạ, nhắm mắt lại nha. Ba mẹ tha thứ cho con đi. Trời ơi. Tôi chơi lớn nha mọi người. Không, nó muốn thay đổi cuộc đời này là ý của nó nha, chứ không phải em hỏi em cũng vậy nữa. Mày nữa hả? Coi. Em hỏi mày nó nè xuống lắm luôn á, khó coi lắm á. Ủa chứ đó giờ có đẹp đâu. Để nó tém tóc á. Đâu nghiến tóc đầu. Trời ơi. Trời ơi, ngáo, thiệt là ngáo. Ơi, hẹn cho luôn trời. Anh ngưng đi, xem gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Nhìn coi kìa. Mát mà. Dẹo lại hết dẹo. Đây là lên cho. Dẹo vô dẹo. Lại cái hết dẹp tiền nào mà mới đi hết con. Rồi cho mình lại lấy mẫu vậy. Vậy ra người ta lấy cái bề ngang đưa coi. Rồi. Ba đây con cắt cho ba đây cho bà. Ba ba ơi. Đâu? Tại nào? Ba, để xuống. Bạn đứng yên. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ vô mình hớt hai cái bát với lại mình đẩy cho nó gọn. Đẩy sao này lên cho nó bớt đi. Đã tôi nói tôi đẩy tấm dài mà sao đẩy 16 nữa. Được rồi. Đây, mình cạo cái mốt đây. Hết dịch là mình đẩy tấm dài 73 luôn mọi người, kiểu như mấy người ấy á. Mấy bà. Ừ, cho nên là giờ mình không sẽ không hớt cái này cao lên. Mình để luôn, mình chỉ hết cái bát ở đây thôi. Còn này mình tỉa, kêu danh tỉa cho nó vô khuôn luôn mọi người. Ok, bắt đầu. Cái cậu gì ba? Nó xét già lắm á. Nhiều đâu. Đâu mà cậu là không mấy luôn á, đi. Cho nó lại đó nha. Lên căng lắm á. Rồi anh nhìn bên đây luôn nè, anh nhìn hai bên cho nó đẹp. Con
Chạy đi vậy, chạy đầu chạy, quét quẹ á. Thở gì kỳ vậy? Thở thì chết rồi. Hả? Cả sao mọi người? Đâu quay ngoài xa cho mọi người xem không? Ngoài xa nè, ngoài xa bo đẹp lắm. Đầu ta, đầu ta để đầu vuông cái bo tầm quay. Vuông sao được, vuông. Ok, mình cũng muốn tỉa tóc sau mọi người, muốn mình hết dịch mình để cho nó dài ra luôn nha. Chứ mình không có kiểu hết kiểu cũ nữa, mình sẽ đổi kiểu tóc. Để bà hiểu không? Để bà kiểu khác rồi. Đây vậy nè, nó yên nhân chó. Ok, tán gác cho nào mọi người. Tán tới danh. Đây, đây giả hết cho danh. Không, tán giả, vô vô. Ủa, ta tin tưởng anh, anh không tin tưởng anh là sao chị? Ủa, ta ta đẹp, mày gung thấy mày ai giúp hết. Ôi, gì vậy? Dép. Ta tỉ kia cho. Không. Được không? Lại đi với tiếp dài nha mày. Tao hết được nha. Mày không hết đâu. Hết đi. Tao bẻ hàng. Tao không hết, anh bắt buộc tao về anh hết đi, tôi mới với anh. Đâu đây? Đâu vậy? Kẻ nhá, nó ăn không kẻ. Mày áo vô. Đi mà nhá kìa. Mày áo vô vậy? Ôi ôi, hỏi kỳ gì vậy? Mày áo vô tay rồi. Mày áo vô tay rồi. Chơi hộ mình hiếu gì vậy? Vô hết nè. Vô hết rồi chơi, nói thằng nha. Wow, thầy chơi chơi điếm rồi mọi người. Thì nãy giờ anh em mình đã hết được cho Ngáo nè, thằng Sang nè, với lại mình rồi mọi người. Mình đây. Kìa, đầu Sang nè. Thế tao hết vậy nè. Tao mới tin tưởng cho hết cái mình đưa tao lao hết mình nào cái đầu tao hơi gớm sao? Dạ hơi gớm. Sang chào. Đó nè. Đó nè nha ơi. Dạ. Dạ 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 dạ. Tao hết cho. Thì nó con này đó. Nó con cái gì vậy? Thôi vậy gì? Đó, đừng quên. Lên chơi không? Nhìn sạch sẽ đàng hoàng. Đúng bác chưa? Để làm kia nhìn bác chưa? Rồi, cầm xuống. Lên mèo. Chở tay cho chân chạy lại. Không nha. Tao không có hết. Rồi xuống. Rồi, chơi chơi kỳ vậy. Đó. Ok, giờ hết chân nào đó. Dẹo. Nói chung hút mail thì nói chung thì hôm nay anh em mình cũng đã hoàn thành được cái thử thách. Nói chung là hớt tóc tại nhà nha mọi người. Đó, hớt tóc tại nhà bánh bao thằng ớt rồi đây coi. Mua mấy mẻ khoảng rồi đây. Ở đây hả? Mua mấy mẻ không? Thầy ơi, dạ hổ vô đi. Gì vậy? Dạ vô. 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 Cái kiểu tóc này là do nó tự quyết định hết nha mọi người, chứ không có ai mà không mà đẹp. Anh em mình đã khuyên rồi, anh em mình khuyên rồi luôn, anh em mình hỏi chắc chắn chưa? Nó chắc chắn dạng để kiểu tóc này mà đẹp phải không? Đẹp mà trong quay hợp với kiểu tóc luôn. Nhìn giống lá hút xưa không? Ok, anh em mình xin kết thúc cái video mà hớt tóc tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay thì bấm like cái kênh ủng hộ anh em mình nha. Nói chung là ở đây là danh là cũng là tay ngang thôi mọi người, không có biết làm gì, không biết hớt tóc. Cắt tóc mà vô hớt được video cũng đẹp lắm rồi. Cắt cắt nha, đừng có thường tao à. Ok, anh em mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay bấm like cái kênh ủng hộ anh em mình nha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.